bé chuột bị bắt ở đây. Wow! Trời ơi, các bạn nhìn thấy không? Bé chuột này tuy nhỏ bé như vậy thôi, mà cái bao này nằm ở gần đây nè, nó cắn nát cái bao ra luôn để tìm cách thoát thân. Sao con quậy quá vậy Mickey? Thông báo cho các bạn biết, Tiun không phải là người bẫy cái lồng này để bắt bé Mickey này, mà là ba của Tiun. Tiun sẽ đem bé chuột này đến một cái nơi an toàn khác cho bé ở, chứ để bé vòng vòng đây, bé về cái ngôi nhà này bé lại bị bắt nữa. Rồi cái mổ nó nhọn quắc rồi các bạn ơi. Con ở đây con ỉa đái dơ quá, cái mùi thúi của con bốc lên khắp nơi, cức của con rất là hôi. Tiêu chịu được, nhưng mà nhà Tiêu không chịu được, bởi vì con quậy quá, con ăn mấy cái đồ cúng rồi con phá đồ phá hoách trong nhà. Cái bao này để gần con cũng không yên nữa. Đó là điều chứng minh sự quấy phá của con rất là dữ dội. Bởi vậy bạn nào mà tuổi chuột chắc chắn là rất là quậy, quậy như chuột vậy đó các bạn. Giống như là mấy đệ tử của Tiun, ai mà quậy là Tiun không được cho đến câu lạc bộ tiên ca nữa, chừng nào sửa đổi mới được. Rồi bây giờ bé chuột đã an toàn nằm gọn trong cái bao, và Tiun đang trên đường tìm một cái nơi thích hợp để thả chú chuột này ra. Tôi hy vọng rằng đừng có ai làm hại con chuột này. Không thích nó ở trong nhà của mình thì bẫy sống rồi thả nó ra ngoài đường, nó thích đi đâu nó đi. Như vậy mình cũng tập được luôn cái tính buông xả và phóng sanh, chứ đâu có cần phải đi giải cứu động vật cao siêu, thả thú quý hiếm giống như Tion.